Và không để các bác chờ lâu nữa thì cho đây em xin điểm qua báo giá các mặt hàng Denro nhà em có. Đợt này Denro nhà em về phải gần 30 loại mọi người nhá. Gần 30 loại bà liễu xưa này. Em đọc cho mọi người là các loại này: bà liễu xưa này, bensuda xưa này, thỏ xưa này, bò blue, bò vàng, bò tím, robot hoa thơm, an ba xưa hoa thơm, vua mèo, một dòng vua mèo mới về và dòng nhện đỏ mới về, king ba vàng chanh, burana, Doraemon này, đồng tiền tím này, nắng bốn đỏ này, năm cánh trắng quốc dân, ngọc trai đen, thông trai gôn, măng cụt đỏ, dáng xưa, nắng 114 và vàng mai, banana hoa thơm, hoa vàng thơm. Đó, đen đâu nắng thì một dòng hoa được các bác biết đến là cực kỳ là siêng bông luôn mọi người ạ. À, đây cho mọi người xem mặt hoa bà liễu nhé, cho mọi người xem mặt hoa hot nhất của dòng đen rô nắng được bác hỏi rất là nhiều. Đây là đen rô bà liễu này, dòng này cực kỳ là siêng bông luôn nhá. Đấy, bà liễu xưa rất là siêng bông, em quay cho mọi người xem mặt bông như vậy. Đấy. Một thân của nó này, mọi người nhớ lưu ý là một thân của nó ra rất là nhiều vòi hoa. Đây này, vòi hoa đầu có thể là lên hai vòi và lên các mắt rồi đấy. Thế là các bác lưu ý là ví dụ như cây này. Ví dụ cây này nó ra một đàn hoa rồi, không phải là thân già nhé. Nó còn rất là nhiều mắt, nó chưa lên thân ở dưới đây này. Đó, dòng bà liễu thì cực kỳ siêng bông rồi. Denro nắng dòng nào cũng vậy, rất là siêng bông luôn nhé. Đó, và sau đây em xin điểm qua các từng mặt hàng mà em sẽ gắn vô cho mọi người là mặt hoa trên màn hình luôn cho mọi người để dễ tìm hiểu và dễ tham khảo nhé. Bà liễu xưa nhà em đợt này thì có về có 3 dòng chậu của bà liễu. Đó là dòng phi 12, phi 18 và phi 30. Đầu tiên là mã bà liễu xưa hàng phi 12 này. Đợt này phi 12 về nhưng mà rất là nhiều thân luôn mọi người này. Đấy, các lô đợt trước về cây nó nhỏ mà chỉ có 1-2 thân thôi. Đó, chỉ có 1-2 thân nó nhỏ hơn rất là nhiều nhá. Mà giá thành của nó là tầm khoảng 90.000 đồng một chậu cô. Bà liễu đợt này nhà em nhập số lượng rất là nhiều và đẹp như vậy. Bà liễu hôm nay em bán là 80.000 đồng một chậu nhá, 80.000 đồng một chậu. Riêng dòng Denro nắng nhà em thì có đa phần sẽ là 70.000 và có một số dòng đặc biệt em sẽ nói rõ trong video. Và các bác mua 10 chậu nhá, 10 chậu sẽ được bao phí ship. 10 chậu Denro nắng bất kỳ sẽ được bao phí ship luôn nhá mọi người ơi. Đó, bà liễu xưa 80.000 đồng một chậu bà liễu xưa phi 12, chậu này chậu phi 12 nhé, 80.000 đồng một chậu. Còn các dòng còn lại sẽ là 70.000 thôi nhá. Đó, dòng bà liễu thì giá thành nó sẽ cao hơn rất là nhiều rồi. 80.000 đồng một chậu bà liễu xưa. Theo dòng này là dòng phi 18 nhé, dòng chậu phi 18, thân nó thân cao, đẹp như vậy mọi người đây. Đấy, hầu như là toàn thân tơ thôi, nó chỉ ra một vài ngầm hoa, ví dụ như cái thân này này. Đấy, cho mọi người xem, ra một hai bông hoa, một hai vài hoa, còn rất là nhiều mắt hoa chưa lên. Đấy, thân tơ đẹp, bà liễu đợt này về cả cây rất là nhiều cho mọi người sưu tầm nhá. Bao nhiêu lần mọi người hỏi hàng mà cháy hàng. Riêng dòng Denro nắng đợt này em sẽ chạy số lượng nhiều cho mọi người chơi hoa Tết luôn. Bà liễu xưa chậu phi 18 thì sẽ là 250.000 đồng một chậu, 250.000 đồng một chậu to, cao đẹp như vậy này. Đó, có những cậu đang ra nụ này mọi người này. Đó, hàng cây rất là đẹp nhá. 250.000 đồng một chậu bà liễu xưa, chậu to, cao đẹp như vậy, 250.000. Đấy, các bác lấy bất kỳ 10 chậu sẽ được bao phí ship nhá. Bà liễu xưa chậu to. Đây là phi 18 nhá. Còn lúc nãy là phi 12, phi 12 là 80, còn phi 18 sẽ là 250.000 ạ. Đấy, thân nó cao to hẳn luôn nhá. Theo là các chậu bà liễu xưa, hàng chậu khủng to như vậy, trời ơi mọi người ơi, thân nó cao hơn cả đứa trẻ con luôn mọi người này. Đó, dao động tầm khoảng từ 500 đến tầm khoảng 700.000 đồng một chậu. Dòng bà liễu xưa hàng khủng, chậu này phải nói trồng rất là lâu năm rồi. Dòng xưa nhưng cho nên là cái thân của nó, thì thân nó cao như vậy rất là đẹp này. Mọi người này, em ký hiệu, em sẽ lên cho mọi người từng mã một để cho mọi người dễ chọn nhá. Chậu đầu tiên là chậu số 1, bà liễu xưa. Chậu này là chậu 550.000. Rất là nhiều thân, nhiều mầm này, đây, mầm này. Đó, vòi hoa dòng này thì cực kỳ sai hoa. Đây là chưa thể lên thân tơ to nhá. Đây, các thân của nó, thân dưới này đang lên hoa. Thân này 1, 2, 3, 4, 5. Đếm sơ qua 5 vòi hoa rồi. Dòng này cực kỳ là siêng hoa luôn. Hoa của nó thơm lắm mọi người ạ. Dòng này rất là bền hoa nhá, bền hơn 2 tháng trời luôn. Denro nắng có những cái dòng ấy lên hẳn 3 tháng. Khách nhà em đến hàng, đến mua hàng họ còn kêu là sao dòng này bền hoa thế. Đây này đang lên một mắt hoa này, để mắt hoa này. Đó, chậu số 1, 550.000 một chậu. Bà liễu xưa to khủng như vậy, rất là xứng đáng luôn. Dòng này trồng quá là lâu năm rồi mọi người ơi. Chậu số 2,
650.000 một chậu thân cao to này đang lên mầm ở dưới gốc này. Đấy, đang lên mầm dưới gốc. Đấy, có những cái thân nhỏ như vậy thì nó đang dần hoa và đang vàng lá, mất lá gốc là chuyện bình thường này. Đó, thân nó cao to đẹp như vậy. Đấy, rất là nhiều vòi hoa nhé. Chậu này là 1 2 3 4 5. 5 vòi hoa. Đếm sơ qua là đang cao ấy. Đang đếm sơ qua vòi cao là 5 vòi hoa nhé. Đây, cái thân này ra hoa nhưng mà còn rất là nhiều mắt chưa dưới chưa ra hoa này. Đó, riêng dòng bà liễu xưa một đặc điểm đó là khi nó mới ra hoa thì lá hoa của nó sẽ xanh như vậy này. Em sẽ cho mọi người xem một đặc điểm rất là đặc biệt của bà liễu xưa. Dòng mới ra thì hoa nó mới nở ấy, thì hoa nó sẽ hơi xanh như vậy này. Đấy, như xanh không? Hơi kiểu xanh cốm ấy. Cho nên là sẽ một thời gian tầm khoảng mấy ngày sau nó sẽ cánh nó bay hơn. Thứ nhất, thứ hai là cánh nó trắng tinh như vậy này. Hoa nó rất là thơm, đẹp như vậy. Cánh bay nhá. Bà liễu xưa chậu số 2, 650.000 một chậu số 2. 650.000 chậu cao to như vậy này. Rất là đẹp. Chậu số 3, 550.000 chậu số 3. 550.000. Nhiều thân, nhiều mầm. 550.000 1 2 3 4 5 cũng 5 vòi hoa. Đấy con, cái mắt hoa đang sưng để được Tết thôi. Rất là đẹp luôn, dòng này rất là bền hoa nhá. 550.000. Đây, vận chuyển về cái vòi này hơi dài thì nó bị ngắt một tí. Nói chung là vận chuyển sẽ không tránh khỏi được vừa xích xác một tí, mà mọi người thông cảm nhá. Đấy, vận chuyển về mình mà cứ cây đẹp như vậy này. Đấy, cái dòng vòi hoa dài này thì em khuyến cáo bác nào ở gửi xe hoặc các bác ở gần ấy thì mọi người có thể là qua cửa hàng lựa chọn. Còn gửi xa thì chắc là em sẽ lấy cho mọi người là các chậu thân nó vừa nhú lên thì hoặc là sẽ dễ hơn. Bởi vì thân cao này vận chuyển đi nó hơi khó. Thân hoa dài ạ. Chậu số 3 550.000. Chậu số 4 cũng 550.000. Rất là nhiều thân, thân này đang ra hoa, đang hoa, đang nụ này. Đấy, thân đốt mía nhìn này, nhiều đốt chưa mọi người này. Đấy, chậu này thì chưa có nụ nhiều. Chưa có nụ hoa nhiều. Chậu số 4 550.000. Xứng đáng chưa? Bình thường các bác mua 80.000 em vẫn bán chậu 80.000 đồng một chậu luôn, chậu nhỏ. Đây, chậu to 550.000 này. Chậu này là chậu số 600.000. Chậu 600.000 cực kỳ là nhiều thân luôn. Trời ơi, chậu này phải là siêu nhiều thân luôn mọi người này. Siêu nhiều thân nhá. Đây, thân tơ đang đi lên này. Đang đi lên vẫn thân tơ này. Đấy, hàng này đang thắt ngọn. Đấy, chậu này siêu nhiều thân 600.000 chậu số 5. Chậu số 7. Chậu số 7 à, chậu số 6. Số 6 570.000 chậu số 6 570.000. Đây, có vòi hoa, ba vòi hoa là vừa ra. Còn rất là nhiều hoa đang sưng lên này. Đấy, về mọi người muốn hoa Tết thì mọi người kích hoa nhé. Chậu số 6 570.000. Thân nó cao hơn cả nửa người em luôn đấy ạ. Chậu số 7 700.000 chậu này phải nói quá xứng đáng và quá đẹp luôn. Bác nào ở gần thì mọi người qua cửa hàng hoặc bác em sẽ gửi xe nhé. Đây, một đặc điểm này. Các bác có những cái thân già thì các bác nhìn cái thân này cứ không nghĩ cái này ra hoa đúng không ạ? Đấy, có những cái thân già nó chưa ra hoa thì vẫn mắt nó vẫn ra hoa bình thường nhé. Đấy, một đặc điểm của dòng đen rô nắng được các bác ưa chuộng như vậy. Đó, nhất là dòng bà liễu xưa thì hoa cực kỳ đẹp luôn rồi. Chậu số 7, 700.000 chậu này quá xứng đáng luôn. Vòi hoa nhiều như vậy này. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 vòi hoa. 9 vòi hoa. Rất là đẹp luôn. Siêu nhiều vòi hoa đẹp. 700.000 chậu này quá là mê luôn này. Chậu số 7, 700.000. Chậu số 8. Chậu số 8 650.000 chậu lùm lùm nhưng mà rất là nhiều thân. Nhiều thân. Chậu số 8 650.000. Đấy, còn siêu nhiều chậu luôn. Các bác nào đặt mã nào, các bác muốn mua cây như nào thì các bác có thể báo em nhé. Chậu số 9 550.000. Chậu số 9 550.000. Nhiều thân và đang lên 3 vòi hoa. Rất là đẹp như vậy, mê ly chưa? Đó, chậu số 9 550.000. Còn rất là nhiều chậu cao to đẹp mà đang ra nụ cơ. Các bác nào mở gần, các bác muốn mua gửi xe hoặc các bác có thể qua cửa hàng thì các bác có thể xem này. Đấy, có những cái chậu nó cao phải hơn 1 mét luôn, rất là đẹp, trai hoa như vậy này. Dòng bà liễu xưa mọi người ơi, đây cho mọi người xem mặt hoa trực tiếp của dòng bà liễu xưa. Hoa trực tiếp luôn nhé mọi người nhé. Đấy, hoa cực kỳ đẹp luôn, sai hoa lắm mọi người ạ.
Đó, dao động tầm khoảng từ 500 đến 700, 800 nghìn đồng một chậu. Nói chung là tầm khoảng 700 rưỡi thôi, tầm khoảng 700 rưỡi một chậu thôi ạ. Đó, các bác đặt mã chậu nó như thế nào thì các bác báo em nhé. Các bác ở xa các bác muốn mua thân chậu nó nhỏ nhỏ, nhiều thân thì các bác cũng báo em này, lấy thân thân tô về có thể kích hoa chơi Tết. Rất là đẹp luôn đấy ạ. Và dòng Dendro hot không kém đó là dòng bò tím, Dendro bò tím. Về số lượng khách hàng qua họ cũng chọn rất là nhiều bởi vì cây bò tím này về cây rất là đẹp luôn mọi người này. Đó. Hàng bò tím lá cánh xoắn rất là đẹp luôn nhá. 70.000 đồng một cây, 70.000 đồng một cây, số lượng của bò tím chứ còn có 10 chậu thôi. Đó. Số lượng không có nhiều. Theo là King 3, Dendro nắng King 3 dòng này thì cực kỳ là sai hoa, hoa nó hoa màu trắng tím rất là đẹp luôn, cánh banh rất là đẹp. 70.000 đồng một chậu, 70.000 đồng một chậu. Dendro King 3 mua 10 chậu sẽ được bao phí ship nhá. Đấy, hàng toàn thân tô thôi mọi người ơi. Thân tô nhìn nó mướt như vậy này, mướt rất là đẹp luôn. 70.000 đồng một chậu. Đây là dòng Dendro vàng chanh. Dòng này thì cực kỳ là sai bông luôn. Riêng dòng vàng chanh thì bán không biết bao nhiêu lô mà cực kỳ là sai bông nhá. Một bụi của nó rất là lùm như vậy này. Nói chung là các bác lưu ý là tùy loại và tùy dòng là thân nó cao to như nào nhá. Mà em bán là em bán theo loại chứ không phải là nhiều cây. Ví dụ là có một số dòng bụi nó rất là to cũng 70.000 nhưng mà có những cái loại 70.000 nhưng mà cây nó sẽ bé. Đấy, em phải nói qua như vậy nhá. Tùy dòng tùy loại các bác mua 10 chậu 10 loại bất kỳ ấy thì về hoặc là các bác lúc đặt hàng ấy mọi người muốn 10 chậu cây nó bằng bằng nhau ấy thì em sẽ lựa cho các dòng nó đều đều nhau. Có những cái dòng đẹp thì thân nó ngắn chẳng hạn ấy thì em sẽ không chọn cái dòng đó. Đây là Dendro vàng chanh, một vòi hoa này đang lên vòi hoa. Đấy, nó ra một số vòi hoa, nó còn rất là nhiều vòi hoa chưa lên này, rất là đẹp. Vàng chanh 70.000 đồng một chậu, vàng chanh. Một dòng Dendro nắng hot 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 luôn, đó là dòng Bensodao xưa, hoa của nó cực kỳ thơm luôn. Hoa của nó màu hoa vàng, cánh rất là bay nhá. Em sẽ gắn cho mọi người xem mặt hoa ở trên màn hình. Và Bensodao xưa đợt này nhà em về chậu phi 18, rất là đẹp. Chậu phi 18. Đây cho mọi người xem chậu này. Thân nó cao to đẹp chưa? 250.000 đồng một chậu Bensoda xưa nhá. 250.000 đồng một chậu, số lượng không có nhiều. Giữa dòng này thì hoa cực kỳ là sai hoa và dòng thơm. Phi 18 Bensoda xưa. Theo là Dendro nắng vàng mai ạ, cây của nó thân tơ cao như vậy này, đấy đẹp như vậy cũng chỉ có 70.000 thôi cả nhà ơi. 70.000 đồng một chậu Dendro vàng mai nhá. Đấy là tùy dòng tùy chậu, cây vàng mai rất là đẹp luôn, thân tơ mướt như vậy. 70.000 đồng một chậu Dendro nắng vàng mai, hoa cánh vàng rất là đẹp. Dòng tiếp theo là phải kể đến đó là nắng 4 nò, hoa tím, rất là sai hoa luôn. Riêng dòng nắng 4 nò thì em nói thật với mọi người là nhờ em có một nhà chùa ấy, họ lấy cái dòng nắng 4 nò rất là nhiều. Bởi vì dòng này nó sai hoa cực kỳ luôn, mà hoa của nó rất là đẹp luôn nhá. Nắng 4 nò 70.000 đồng một chậu, nắng 4 nò này. Theo là Dendro nắng ngọc trai đen. Dendro nắng ngọc trai đen, một bụi của nó lùm rất là nhiều thân luôn. Nhiều thân nó lùm như vậy này. Đó, 70.000 đồng một chậu nhá. 70.000 đồng một chậu Dendro nắng ngọc trai đen. Còn tiếp theo, đây là cây bò lu. Bò lu bình thường là trước em về cái chậu to ấy. Đợt này về cái chậu nhỏ cho các bác sưu tầm này. Đấy, ở trước về cái chậu to mà hơn gần 500.000 đồng một chậu ấy. Thì hôm nay em về cái chậu nhỏ đi. Rất là nhiều thân và đẹp như vậy. Lá của nó lá tròn, lá mít rất là đẹp luôn mọi người này. Nhìn lá của nó rất là mê luôn. 70.000 đồng một chậu Dendro nắng bò lu. 70.000 đồng một chậu ạ. Một dòng Dendro nắng mới về. Dòng này lần đầu tiên xuất hiện tại cửa hàng em. Đó là dòng 5 cánh trắng quốc dân. Em sẽ gắn cho mọi người mặt hoa trên màn hình nhé. 5 cánh trắng quốc dân, dòng này nó thân nó cao. Đấy, rất là đẹp luôn. Dòng Dendro nắng thì cực kỳ là siêng bông rồi. Đấy, đang lên bông rồi này. Đấy, 5 cánh trắng quốc dân, 70.000 đồng một chậu, 5 cánh trắng quốc dân. Còn đây là dòng robot hoa thơm này. Robot hoa thơm, hoa trắng tím, hoa cực kỳ thơm luôn và bền hoa. Đó, Dendro nắng robot, lâu lắm mới về dòng robot ấy ạ. 70.000 đồng một chậu nhá. Lùm rất là nhiều thân, toàn thân to, rất là đẹp như vậy này. 70.000 đồng một chậu, mua 10 chậu sẽ được bao phí ship ạ. Còn đây là Dendro nắng Doraemon. 70.000 đồng một chậu Doraemon. Rất là đẹp luôn, thân tơ đẹp mướt như vậy này. 70.000 đồng một chậu. Còn đây là Dendro nắng dáng xưa.
dáng xưa một bụi của nó. Thân của nó rất là mập và nhiều thân luôn. Đây, nó mập lùm lùm như vậy này. Đấy, có những cái thân đang thắt ngọn ra bông đấy mọi người ạ. Riêng dòng đen rô nắng thì rất là sai bông luôn. Cho nên em nhặt đợt này cho mọi người chơi hoa Tết luôn rất là nhiều nhá. 70.000 đồng một chậu đen rô nắng dáng xưa. Mua 10 chậu sẽ được bao phí ship nhá. 10 chậu bất kỳ hoặc 10 chậu một loại cũng được. Còn đây là đen rô nắng 144. 144, một dòng mới về của dòng đen rô. 70.000 đồng một chậu. Đấy, thân của nó thân cao đẹp như vậy. 70.000 đồng một chậu đen rô nắng. Nắng 11114. Đây là đen rô nắng bò vàng này. Riêng dòng bò vàng cánh xoắn thì không chê một điểm nào, bởi vì riêng dòng này về lần lô nào lô đấy đều hết mà cháy hàng luôn ấy. Đó, thân của nó, cánh của nó rất là nhiều luôn nhá. Bò vàng cánh xoắn, hoa cực kỳ đẹp luôn. 70.000 đồng một chậu. 70.000 đồng một chậu đen rô nắng bò vàng ạ. Còn đây là dòng đen rô nắng dòng mới về, dòng vua mèo. Đen rô nắng vua mèo 70.000 đồng một chậu. 70.000 đồng một chậu, thân nó vừa vừa như vậy này. Đó, tùy dòng rất là đẹp luôn. Vua mèo nhá. Dòng này mới về, là đầu tiên về. Còn đây là dòng An Ba xưa này. Dòng này là thân to, dòng này là làm giống. Riêng dòng An Ba xưa thì em bán cách đây tầm khoảng đầu năm thôi. Đầu năm dòng này nó cũng cháy hàng, bởi vì thân của nó là nhà vườn nó đang ươm giống. Dòng này thì đang kiểu là đang hạn chế, nghĩa là nó còn đang dần, cái giống của nó đang dần dần hao mòn ấy, cho nên là nhà vườn giờ họ mới đang ươm lên. Đó, 70.000 đồng một chậu, thân của nó rất là nhiều mầm thân. Về mọi người sang chậu mới giúp em. Thân này chậu thân to chứ em phải nói rõ luôn. Bởi dòng An Ba xưa là cháy hàng rồi, không có chậu to. Đây là thân của nó sẽ cao như vậy này, cho mọi người ước chừng, mọi người nhìn biết. Rất là nhiều thân nhá, 70.000 đồng một chậu An Ba xưa. Cách đây mấy tháng là em gặp dòng đen rô nắng là thân của nó cũng như vậy rồi, An Ba xưa. Đây là dòng thỏ xưa này. Dòng thỏ xưa 70.000 đồng một chậu, dòng thỏ xưa. Đen rô nắng dòng thỏ thì được các bác biết đến rất là đẹp luôn. Thỏ xưa 70.000 đồng một chậu này. Theo là thông chai gôn hoa thơm. Thông chai gôn hoa thơm 70.000 đồng một chậu. 70.000 đồng một chậu. Hầu như toàn thân tô đây. Lô toàn thân tô rất là đẹp luôn. Thông chai gôn 70.000 đồng một chậu, hoa thơm rất là đẹp. Tiếp theo là đen rô nắng măng cụt. Trời ơi, nhìn cái cây thôi nhìn rất đẹp rồi mọi người này. Thân nó lùm lùm mà lá mít, thân nó tròn xoe như vậy rất là đẹp luôn. 70.000 đồng một chậu măng cụt. Dòng này đợt này em về là dòng này là măng cụt đỏ mọi người nhé. Măng cụt đỏ, hoa rất là đẹp, sai hoa. Đây là đen rô nắng đồng tiền tím này. Đồng tiền tím 70.000 đồng một chậu. Đồng tiền tím toàn thân to thôi, rất là đẹp. Đồng tiền tím cây nó vừa vừa xinh xinh, rất là đẹp luôn, sai hoa. 70.000 đồng một chậu đồng tiền tím. Còn đây là banana hoa thơm này. Banana hoa thơm, hoa vàng thơm rất là đẹp. Đợt này về banana cây nó rất là cao đẹp luôn. 70.000 đồng một chậu banana hoa thơm. Đấy, cây của nó này. Nhìn mê đi luôn. Riêng dòng đen rô nắng thực sự mọi người. Các bác là mới chơi thì các bác cứ chơi dòng đen rô nắng này. Các dòng đen rô xuân này, đen rô nắng. Các dòng dễ gió đai châu cực kỳ là dễ chăm luôn. Dễ chăm dễ trồng mà cực kỳ là sai hoa. Còn đây là đen rô nắng dòng mới về tiếp theo, đó là dòng nhện đỏ nhá. Đen rô nắng vẹn nhện đỏ, lần đầu tiên về cửa hàng luôn. 70.000 đồng một chậu, thân cao đẹp, đang có nụ, có một số cây có nụ này đó, rất là đẹp nhé. Ngoài ra thì nhà em còn rất là nhiều mặt hàng nhé mọi người ơi. Mọi người có thể là tham khảo các video trước, hoặc là mọi người có thể là muốn tìm dòng gì mọi người cứ alo cho em nhé. Bởi vì nhiều khi là không thể lên hết được video, dài lắm mọi người ạ. Nó có rất là nhiều dòng như là đai châu, dendro, rồi là dòng kiếm, rồi là dòng hoàng phi hạc, có nhiều lắm mọi người ạ. Bên vườn rất là nhiều mặt hàng, mọi người có thể là bút cuộc gọi cho em số điện thoại là 0393 998895, và số điện thoại thứ hai là 0966 121377. Địa chỉ nhà em ở chỗ khu đô thị Đồng Mơ, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Đấy, rất là nhiều mặt hàng nha. Và sau đây em xin kết thúc clip tại đây và nhận đơn hàng các bác. Chúc các bác một buổi rất là vui vẻ. Em xin chào cả nhà.